nếu con vô tình thấy đám đông đang tụ tập để nói xấu moi móc đời tư một người phải vội vàng tránh xa vì nơi đó ma quỷ thường thích lui tới nên nhớ giữa việc góp ý chỉ ra lỗi lầm để người khắc phục và việc nói công kích theo dệt hai lưỡi hoặc nói lời thô ác dù họ có xấu thật khiến người đau khổ là hai việc hoàn toàn khác nhau là con phật phải luôn biết từ tốn khiêm hạ và yêu thương mọi người đó là cội phúc rất lớn để cuộc đời ta bình an trong kinh trường a hàm đức phật dạy sa môn cù đàm đã dứt bỏ nói hai lưỡi không đem lời người này đến phá rối người kia đem lời người kia đến phá rối người này gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hiệp kẻ đã hòa hiệp làm cho vui thêm nói ra lời gì cũng cốt đem đến sự hòa hiệp thành thật đưa vào lòng người và nói phải lúc sa môn cù đàm đã dứt bỏ ác khẩu những lời thô lỗ nào mà thương tổn đến người tăng thêm mối hận kéo dài mối thù những lời như vậy đều không nói thường nói lời hay đẹp lòng người ai cũng ưa nghe không chán chỉ nói những lời như vậy trong khi một số sa môn bà la môn vẫn còn sống bàn luận tranh chấp như nói ngươi không biết pháp và luật này tôi biết pháp và luật này sao ngươi có thể biết pháp và luật này ngươi đã phạm vào tà kiến tôi mới thật đúng chánh kiến lời nói của tôi mới tương ưng lời nói của ngươi không tương ưng những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước chủ kiến của ngươi đã bị bài bác câu nói của ngươi đã bị thách đấu ngươi đã bị thuyết bại hãy đến mà giải dây lời nói ấy nếu có thể được gắn thoát ra khỏi lối bí còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán tháng như lai. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát, được sinh về các thế giới tịnh độ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.